xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay bạn fan nào sẽ là người may mắn có thể gặp gỡ thần tượng của mình để giao lưu và chơi trò chơi cùng với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao? Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ nhân vật này. Tim ơi, chào em. Rất năng động, rất trẻ trung. Trẻ trung và năng động. Hôm nay mình mặc áo, em đứng gần gần lại anh chứ. Hôm nay mình mặc áo áo cặp anh. Không, áo len thôi, cùng chất liệu thôi. Thôi bây giờ mình sẽ dành thời gian để em có thể giới thiệu về bản thân của mình với cái sự yêu thích dành cho thần tượng ngày hôm nay đến với chương trình. Xin chào mọi người, em tên là Hồng Vân. Hiện tại thì công việc của em là một giáo viên mầm non. Em rất là thần tượng anh Nhâm Phương Nam. Tại vì anh ấy rất là đẹp trai. Rất đẹp trai. Cái khúc này đẹp trai, sao cái khúc này nó xuống tông như vậy? Nhẹ nhàng quá. Mọi người biết rồi đó, một người mà giáo viên mầm non thì bạn ấy sẽ luôn có một cái tâm hồn trẻ thơ, đúng không? Dạ. Yêu trẻ con. Phải yêu trẻ con thì phải làm được công việc này. Thời gian làm việc của em nó có bận rộn lắm không? Dạ cũng không có bận rộn lắm, nói chung là thoải mái. Chỉ có đôi lúc là mấy bé hơi quậy, em hơi căng thẳng một xíu. Em yêu thích Nhâm Phương Nam ở điểm nào? Đẹp trai. Trai nè. Ừ, hát hay. Hát hay nè. Có giọng nói rất là ấm áp. Ấm áp, giọng nói ấm áp. Bắt đầu từ khi nào mà em lại yêu thích Nhâm Phương Nam? Dạ từ cái cuộc thi mà Hot Fame năm 2017 á. Wow, cách đây cũng đã mấy năm rồi, cho đến tận bây giờ vẫn yêu thích thần tượng của mình như vậy. Và ngày hôm nay em nghĩ là Nhâm Phương Nam đến đây gặp em thì anh ấy sẽ diện một bộ trang phục như thế nào? Em hãy dự đoán xem để khi mà xuất hiện xem có trùng với cái ý mà mình suy nghĩ không. Với cái chiều cao và cái phong thái của anh Nam thì em nghĩ là anh Nam sẽ diện những bộ đồ mà cá tính. Ví dụ như là áo thun, ở ngoài khoác áo sơ mi hoặc là khoác một cái áo gì đó. Nói chung là sẽ mặc một cái blazer, áo khoác, đúng không? Rồi bây giờ mình nhắm mắt lại đi. Mình 3, 2, 1, mình chào đón Nhâm Phương Nam nha. Ngày hôm nay khách mời của chúng ta chính là Nhâm Phương Nam. Hãy cùng chào đón bạn ấy đi nào. Ta gặp nhau một ngày dưới mưa. Yeah. Nụ cười anh thay ở trong giấc mơ. Chỉ muốn ở bên vậy thôi, lòng anh làm sao để vơi nỗi nhớ. Nhớ nụ cười, ánh mắt rạng ngời. Khi em tới bên anh làm tim rối bời. Và lúc này đây anh muốn nói. Như những gì mà bạn Vân đã kể ra thì đẹp trai nè, hát hay nè, là tôi xác nhận rồi. Còn một cái nữa, giọng nói ấm áp thì tôi chưa được nghe trong chương trình này. Ngay bây giờ hãy cùng lắng nghe những giọng nói ấm áp đến từ Nhâm Phương Nam. Hãy gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin mời. Lần đầu tiên xin cho Nhâm Phương Nam xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đón xem chương trình. Gửi lời chào đến anh Huy, cho Nam gửi lời chào Vân. Cứ nhẹ nhàng như vậy thì làm sao mà ai mà chịu nổi, đúng không mọi người? Cảm xúc của Vân bây giờ như thế nào khi mà Nam đã xuất hiện với một ca khúc chắc chắn là dành tặng cho bạn rồi, một cái lời chào phải nói là rất là ngọt ngào. Em rất là vui. Vui.
tim em nãy giờ là đập thình thịch luôn rồi đó. Bình thường nó không có đập ha. Bình thường nó không có đập ha. Bình thường nó cũng đập nhưng mà nó đập với lại cái tần suất nó nhẹ, nó mỏng thôi. Nãy giờ tôi thấy cái sự bối rối trên khuôn mặt của bạn. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay chúng ta còn một chặng đường rất là dài. Bạn có thể hiểu hơn về Nhâm Phương Nam. Hy vọng là chúng ta có thể cởi mở hơn để có thể chia sẻ và giao lưu. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta như những người bạn. Được không ạ? Vâng ạ, chào hỏi như vậy thôi để có thể làm quen, để cho đỡ lo lắng. Chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và đó là gì? Thì chúng ta hãy cùng nghỉ giây lao và chúng tôi sẽ quay trở lại đường chuyển kênh nha. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang đến với phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và trên bàn của Huy đây là một giỏ trái cây. Một cái phần thi rất là đơn giản thôi ạ. Trong khoảng thời gian 5 phút thì chúng ta sẽ có một bức ảnh. Và hai nhân vật của chúng ta sẽ có nhiệm vụ là sẽ cắt tỉa những loại hoa quả trên sân khấu của chúng ta. Làm sao để có thể giống với bức tranh mà chúng tôi cung cấp. Thì người đó sẽ giành chiến thắng. Bây giờ Huy sẽ bật mí cho mọi người xem. Một lưu ý nhỏ, chúng ta sẽ có cơ hội là hỏi qua, hỏi lại. Mình hãy tranh thủ, mình vừa mới trả lời xong thì mình hãy tranh thủ hỏi ngay cái người đối phương của mình một câu hỏi để họ có thể bị phân tâm, hay là mình hãy cố gắng phá. Trong cái quá trình phá đó thì mình hãy tranh thủ, mình có thể tìm hiểu rõ hơn đối phương. Thắng thì sẽ được thưởng, mà còn thua thì mình sẽ chắc chắn bị phạt rồi. Nếu như mà ai mà có thể làm giống với bức tranh của chương trình nhất thì mình sẽ có một cái đặc quyền. Đó chính là yêu cầu người còn lại thực hiện một cái mong muốn, một yêu cầu mà mình yêu thích. Bức hình quay lại và chúng ta cùng bắt đầu nha. 3, 2, 1, xin mời. Đây là bức hình của chương trình. Anh ơi, nhà anh ở đâu nhỉ? Nhà anh ở quận 7. Nhà anh có lầu không? Anh ở chung cư. Chung cư anh ở lầu mấy? Anh ở lầu 11. Nam có thể hỏi ngược lại. Không, em bị bối rối quá. Em bị bối rồi. Hôm nay là thứ mấy? Nói chung là em không có quan tâm thứ ngày tháng, em chỉ quan tâm đến anh thôi. Không biết là em có thích mèo không? Không anh, em thích chó. Còn anh thích gì? Có lẽ là anh thích em. Ôi, anh nói vậy là em xỉu tại đây luôn á. Mọi người hãy để ý câu chuyện nha mọi người. Một ngày anh soi gương khoảng bao nhiêu lần? Một ngày anh chắc đếm được trên đầu ngón tay à. Mỗi lần anh soi gương anh có cười không? Thực ra anh soi gương chỉ là để đánh răng rửa mặt và cắt tóc, chỉnh tóc. Em thua rồi anh Huy ơi. Nam đang lên. Nãy giờ em cầm ngược chiều dao. Trời ơi, nãy giờ Nhâm Phương Nam của chúng ta đã lật ngược lại cái bề. Là anh chưa bao giờ vào bếp đúng không? Thực ra anh chỉ làm được những món đơn giản thôi. Nếu mà em cần thì anh sẽ đi học. Thôi anh đâu cần phải học, em có thể dạy anh được. Em thích màu gì? Anh thích màu gì, em thích màu đó. Bình thời gian đã trôi qua 3 phút. Và hiện tại thì chúng ta đang thấy được là Vân đang tạo hình chú cá Thanh Long. Còn Nhâm Phương Nam thì chúng ta vẫn đang không biết là bạn ấy đang tạo hình con vật gì. Nope. Bình thường thì gam màu chủ đạo của anh thì anh thích mặc màu gì? Quần áo á? Thực ra đối với anh gam màu chủ đạo nó không quá quan trọng. Hôm nào anh sẽ thấy anh thích mặc màu nào thì anh sẽ mặc. Anh có bạn gái chưa? Anh chưa, hiện tại anh vẫn độc thân. Còn em? Em có bạn trai chưa? Em có bạn trai rồi. Nếu nó chứ đang đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi. Nếu như em có bạn trai rồi thì em đến đây làm gì vậy? Tại vì em thần tượng anh nên là em phải đến. Còn cái việc mà em có bạn trai hay không thì nó không có quan trọng. Quan trọng là em thần tượng anh nè. Cái độ thần tượng của em dành cho anh đó, anh hiểu không? Đó chính là câu trả lời mà anh mong muốn. Cảm ơn em rất nhiều. Ủa có giống không? Thời gian đang trôi qua. Hãy cố gắng thực hiện thử thách của mình nè. Nhà em ở đâu Vân? Dạ nhà em ở Bình Tân. Từ Bình Tân qua nhà anh thì cũng không xa. Nếu mà được thì hôm nào anh muốn mời em đi mình đi uống cà phê được không? Làm sao mà em có thể? Nếu mà được thì hôm nào anh muốn mời em đi mình đi uống cà phê được không? Làm sao mà em có thể? Làm sao mà em có thể từ chối thần tượng của em được?
Thời gian còn lại 10 giây ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Vâng. Thì khi nhìn vào thì ai cũng có thể hình dung đó là một con cá. Nhưng mà Nhâm Phương Nam ơi, Nhâm Phương Nam đang tạo ra con cá gì đấy ạ? À? Có thể bỏ cái tay phải của mình xuống để mọi người có thể quan sát thật là kỹ con cá của mình được không ạ? À? Rồi bây giờ bạn hãy cùng tạo dáng với con cá của mình. Tôi sẽ đưa tấm ảnh này vào để cho bạn có thể chụp một bức ảnh cùng với thành quả của mình. Như vậy là chúng ta đã phân định được như thế nào là thắng và thua, đúng không ạ? Một người thì rất là dịu dàng, nhẹ nhàng, đó là cô gái của chúng ta. Miệng thì con cá này giống con cá chùi kiến quá mọi người. Không sao, nhưng mà có vẻ là giống với lại tấm ảnh của bên ban tổ chức cung cấp nhất. Yeah. Như vậy là chúng ta đã chiến thắng trong cái phần thi đầu tiên. Và bạn có cơ hội nha. Cái cơ hội đây là cơ hội của mình nha. Mình sẽ được yêu cầu Nhâm Phương Nam thực hiện một cái thử thách do chính mình đặt ra, bắt buộc Nhâm Phương Nam sẽ phải thực hiện thôi. Dạ. Bây giờ một đặc quyền nữa, cho bạn thêm một câu hỏi cho Nhâm Phương Nam nữa. Em muốn hỏi anh Nam là cái người cộng sự mà thân thiết nhất của anh là ai, và thường anh có rất là hay tâm sự với cái người đó không? Thực ra với anh ấy, người mà anh thân thiết nhất trong việc cộng sự thì là anh quản lý. Nhưng mà về các vấn đề mà riêng tư thì anh luôn chọn cho mình phương án là mình sẽ giữ bên trong. Tại vì khi mà anh muốn chia sẻ một cái vấn đề của mình ra ngoài ấy, thì anh sợ là người ta sẽ không có cái thời gian, cũng không có cái cảm xúc để mà giải quyết cái việc của mình. Mình sẽ không muốn phải làm phiền người khác. Khi nào mà thực sự anh cảm thấy mình không còn một cái đường thoát được rồi thì anh nghĩ là anh sẽ tìm được một sự trợ giúp. Có lẽ đó là gia đình, bố và mẹ. Nam có một người bạn thân nào trong giới của mình mà để mình có thể nói chuyện, để tâm sự, chia sẻ với bạn ấy không? Thực ra trong làm cùng nghề của em thì em có một bạn nam và một bạn nữ thân. Bọn em chia sẻ thì chia sẻ những cái chuyện mà chuyện tám hay chuyện phím với nhau thôi. Còn về cái vấn đề riêng tư thì có thể các bạn sẽ luôn chia sẻ với mình. Nhưng mà đối với em thì em ít khi chia sẻ với người khác. Thường nếu như mà mở một cái cuộc họp fan thì anh sẽ muốn làm gì tặng cho fan của mình? Cho đến hiện tại thì anh vẫn luôn đang lên một cái kế hoạch để là mình sẽ có một cái buổi họp fan mà chỉnh chu để cho mọi người biết là vì lý do vì sao người ta yêu mến mình, lý do vì sao người ta đến đây để gặp mình. Rồi, mình đến với cái phần mà mình mong đợi đi. Đây em đang ngồi chờ cái phần thử thách để xem là bạn mong muốn là Nam sẽ làm gì trong cái phần giành chiến thắng của mình. Bây giờ em có một cái thử thách nhỏ dành cho anh Nam, là em muốn anh gọi điện cho một cái người cộng sự, một cái người bạn thân nhất của anh luôn á, từ trước đến giờ. Và anh nói với cái người đó là anh vừa mới chia tay người yêu. Anh tâm sự kể lể khóc lóc gì với người đó như thế nào cũng được. Và nói với người đó là bây giờ phải làm cách nào để cho anh mau quên cái cô người yêu cũ mà anh vừa mới chia tay đi. Em không biết là cái này nó có thành công không, nhưng mà thôi, vì Vân thì em sẽ làm. Ok, để thực hiện thử thách, bây giờ Nam sẽ làm. Tuyệt vời. Bây giờ thì chắc là Nam sẽ gọi cho chị Dương Hoàng Yến. Thực ra chị là một người rất là nội tâm, tâm sự cho em rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống và khuyên mình phải làm gì và nên không làm gì. Alo. Chị à, chị đang làm Alo. Gì đấy? Chị thì đang ở trường, đang làm mốt với công việc ở trường. Đã thêm nói chuyện được không? Nói chuyện được. Là hai tháng nay em có nói chuyện với một bạn rồi, mà hôm bữa chị có nhớ là em có hỏi chị là mình, ví dụ là lần đầu mình gặp thì mình nên là mình sẽ làm một cái món như kiểu là em pizza hay là mì ý, tại vì hai món đấy là bạn ấy cũng thích mà em cũng thích. Thì chị nói là làm mì ý cho dễ đó. Thì qua cái vấn đề cái hôm mà em tặng đồ ăn xong rồi, đến hôm nay vào vấn đề chính thì bạn từ chối. Em trai thì em sao lại để như thế được không? Mà chị biết sao không? Chị biết lý do bạn từ chối em như nào không? Là như nào? Bạn ấy bảo em là tại vì em biết quá nhiều thứ. Nhưng mà đàn ông biết nhiều thứ đúng rồi còn gì? Tìm người yêu dẫn dắt là phụ nữ của mình chứ. Có thể là gu bạn ấy hơi lạ, bạn ấy muốn tìm được một người để bạn ấy chở che luôn đấy chị. Hay bây giờ sao? Bây giờ em già rồi, em không biết gì nhá. Được không? Không được. Mình là người phụ nữ thì mình luôn luôn muốn là được chở che, thì làm sao có thể là người phụ nữ chở che là người đàn ông được, không được. Thế là đi ngược lại rồi mà chị thấy chứng tỏ bạn có vấn đề rồi em ạ. Nếu mà bây giờ bạn ấy từ chỗ, nhưng mà thực em thích bạn này lắm,
thì bình thường đấy, mình người ta mà tán chị thì người ta hay dùng những cái chiêu nào? Bây giờ chị mách lại cho em. Yêu hơi ít em ạ, yêu ít quá. Em thích quá, em có nhiều tình cảm với bạn ấy quá thì cứ nói chuyện thêm để cả hai thực sự có thể có hiểu nhau không, mà có nhiều cái đồng cảm với nhau không thì mới tiến tới được. Nếu không á thì nếu yêu nhau như này thì sẽ rất là nhiều mâu thuẫn và em cũng sẽ dễ bị mệt mỏi trong chuyện tình yêu này. Vâng, thế thôi chị ấy đi, chị nghỉ ngơi rồi làm việc tiếp đi nhá. Có gì hôm nào chị vào thì chị nhắn em. Tối em gọi lại cho chị okay, sau. Em. Bye bye chị. Thế nhá, dạ, không vâng. Phải nhá. Vâng. Ok em. Vâng ạ, một người chị rất nhiệt tình ạ. Thật ra chị Yến chị thật lắm. Em chọn chị Yến là bởi vì là chị rất dễ lừa. Cái tối hôm trước mà em hỏi chị là cái vụ mà pizza hay là mì là để em làm em ăn thôi, chứ mà em tặng cho người khác chứ không phải là cho một bạn nào hết cả. Mà chị vẫn nhiệt tình, chị tư vấn. Rồi, và như vậy thì chúng ta đã vượt qua được cái phần đầu tiên rất là nhẹ nhàng đúng không? Chủ yếu là chúng ta kết nối với nhau thôi. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình. Và phần 2 này thì cũng không có gì là quá là nguy hiểm đâu. Nó chỉ là một cái thử thách thôi. Một là chúng ta sẽ cùng nhau hợp lại thành một đội để vượt qua thử thách của chương trình. Hai là chúng ta có thể là đối thủ của nhau. Nhưng mà đó là thử thách đối đầu hay là chúng ta là đồng đội thì chúng ta sẽ cùng biết được sau một vài phút giải lao. Đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay bây giờ. Chúng ta đã cùng quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang có mặt tại phần thi thứ 2 của Nhâm Phương Nam và bạn Hồng Vân. Ngày hôm nay, hai khách mời của chúng ta đối thủ của nhau giống như ở phần thi đầu tiên. Mọi người biết rồi, giấy vệ sinh thì nó sẽ rất là mềm và rất là mỏng. Mình phải làm sao thật là khéo léo và thật là nhẹ nhàng để có thể cuộn những cái cuộn giấy vệ sinh này lại để kéo những cái lon nước này về với vị trí của mình trong khoảng thời gian là không quy định. Ai thu thập được 4 lon nước nhanh nhất, người đó sẽ giành chiến thắng. Và thắng thì sẽ có thưởng, và còn thua thì sẽ phải chịu một hình phạt, một cái thử thách nào đó mà của đối phương sẽ đưa ra và yêu cầu mình phải thực hiện. Không biết là từ đó đến giờ, cái việc mà mình khéo léo nhất mà mình đã từng làm là gì, Hồng Vân? Em hả? Em thì chắc chắn là nấu ăn. Với lại có may vá đồ á, nhưng mà những cái nó kiểu đơn giản nhất thôi chứ không phải là cầu kỳ nhất. Em không tin Vân đâu nha. Nãy em thấy Vân gọt hoa quả là rất là nhanh luôn đó anh. Em nghĩ là tất cả các việc Vân đều làm rất khéo léo, nhưng mà không hề biết là mình đã khéo léo như thế nào. Bản năng của người phụ nữ thì thường sẽ khéo léo và nhẹ nhàng hơn. Còn đàn ông thì hơi phụng về một tí. Nhưng mà hy vọng là với một người nhẹ nhàng như Nhâm Phương Nam thì có thể vượt qua được cái thử thách này. Em có mặt em bên nào đẹp? Góc mặt em bên này. Thế thì em bên đó đi, em bên này cho. À. Rất là ga lăng, xin mời Nam. Nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Hãy khéo léo, ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Ngã ở đâu, nhanh chân lên, thời gian đang trôi. Ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Ngã ở đâu đứng lên ở đó. Vâng ạ, tôi thấy là hiện tại thì có vẻ như Nhâm Phương Nam của chúng ta đang nhanh tay hơn. Và Nam đã có một chiến thuật rất là hay. Chúng ta có thể thay đổi chiến thuật. Các bạn có thể thay đổi chiến thuật ạ. Hồi này là ok rồi đúng không anh? Được. Nam đã hoàn thành sau một lon nước đầu tiên. Và chúng ta có thể chồm tới để chúng ta có thể lấy được, nhưng không được rời khỏi vị trí. Nam có vẻ đã tìm được chìa khóa. Ngã ở đâu đứng lên ở đó. Thành công rồi ạ. Một lon nước thứ hai. Ngã ở đâu đứng lên ở đó. Mỗi lần ngã như thế này chúng ta sẽ bị mất một khoảng thời gian. Hồng Vân của chúng ta đang rất là khéo léo tỉ mỉ, và nãy giờ thì bạn ấy chỉ mới ngã một lần thôi. Nam có vẻ đang là người chiếm ưu thế hơn. Vâng, là bạn ấy đã ngồi bệt xuống để có thể thực hiện một cách dễ dàng hơn. Huy nghĩ là với
Nam dường như đã hiểu được nguyên lý hoạt động. Vân cũng không thua kém à. Hãy theo dõi, quan sát chiến thuật của đối thủ để mình có thể thực hiện nhanh hơn. Wow, hai bạn đã bắt đầu tìm ra được chìa khóa rồi. Ngã đâu đứng lên ở đó. Đúng rồi. Rất xuất sắc, Nam chỉ còn lại một chiếc thôi. Yeah, đây là cơ hội, đây là cơ hội cho Vân, hãy cố lên. Đây là cơ hội cho Vân. Cố lên. Đừng nói gì hết. Cố lên. Đây là cơ hội cho Vân, ngã ở đâu đứng lên ở đó. Vân là ngã ở đâu đứng lên ở đó. Đây rất là gay cấn. Chúng ta chỉ còn một lon cuối cùng thôi. Vân hiện tại đang đi rất là khéo léo. Vâng à, chúng ta đang vượt qua mặt nhau rồi à. Ai sẽ là người chiến thắng trong phần thi này? Ai sẽ là người chiến thắng? Vâng à, chúng ta đang vượt qua mặt nhau rồi à. Ai sẽ là người chiến thắng trong phần thi này? Ai sẽ là người chiến thắng? Ai? Nam hay là Vân đây? Xin chúc mừng. Wow. Một màn lội ngược dòng của bạn Hồng Vân đã giúp cho bạn ấy có thể giành chiến thắng trong phần thi, phần thử thách thứ hai của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Nói chung là bây giờ vẫn chưa hết hồi hộp, vẫn không nghĩ là mình chiến thắng đúng không? Mọi người có thể nhận thấy được là Vân rất là khéo léo, bởi vì chiếc lon của Vân bị ngã thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay 1-2 lần thôi. Còn Nam của chúng ta thì chắc phải là 2 bàn tay. Ngã rất nhiều lần. Cái khoảng thời gian mà Nam đã chạy lên chạy xuống như vậy là giúp cho Vân có cơ hội lật ngược tình thế, và bạn ấy đã trở thành người chiến thắng ở vòng thi thứ hai này. Cho nên là chúng ta sẽ có một cơ hội để yêu cầu bạn Nhâm Phương Nam thực hiện một thử thách tiếp theo. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần xử phạt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một màn gọi là thử thách của Hồng Vân dành cho Nhâm Phương Nam. Em được đưa ra một yêu cầu mà Nhâm Phương Nam phải thực hiện cái điều đó. Bây giờ em nghĩ là em sẽ mong muốn Nam làm một cái điều gì? Em thấy từ đầu chương trình tới giờ thường là mình sẽ thử cái tài mà khéo léo đúng không? Nó là cái cụm từ khéo léo. Vậy giờ em cũng sẽ lấy cái cụm từ này ra để em thử anh. Bây giờ em muốn anh đội nón sao mà không dùng tay. Nói mà dùng tay thì sợ rồi. Sao mà đổi được? Ủa gì vậy anh? Sao được mà, được. Em nghĩ là Nhâm Phương Nam làm được. Bây giờ Nam không, không có hỏi Nam nữa. Mà chúng ta đưa ra thử thách thì bắt buộc phải làm thôi. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đạo cụ để cho Nhâm Phương Nam thực hiện cái thử thách này. Đội nón không dùng tay. Xin mời. À, có ngay một chiếc nón lông rất hợp với bộ trang phục của Nhâm Phương Nam ngày hôm nay. Bây giờ tôi không biết bạn sẽ phải làm như thế nào. Thời gian quy định của chúng tôi là sẽ có 1 phút 30 giây để mình có thể đội cái mũ này vào mà không dùng tay nha mọi người. Rồi bây giờ xin mời Nam vào vị trí ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Rớt à. À. Ê, dùng miệng, thời gian đang trôi qua. Tôi nghĩ là nên để lên bàn ạ. Dạ, cái này hơi khó mọi người ạ. À, có vẻ như Nam đã tìm ra chìa khóa. Sắp được rồi, có vẻ như chìa khóa của chúng ta sắp mở rồi. 40 giây đã trôi qua. Rất hay. Chết rồi, cái nón này phản bội rồi. Dùng tay rồi. À. Không, em tưởng không được dùng tay vào cái mũ. À.
không chạm tay vào mũ thôi chứ tôi không có nói chạm tay vào bàn. Dạ. Yeah. Nhưng mà rất khỏe mọi người à. Nhấc bổng cái bàn lên là lên lứa. Sao? Em thấy chưa? Thật ra lúc đầu á anh nghĩ là Nam thi khéo léo với em là Nam là nhường đúng không? Giả bộ phải không anh? Nam là nhường đúng không? Nam là nhường đúng không? Không, đây do là Vân thắng thật mà anh. Trời ơi. Tôi đang thử thôi. Nói chung là ngày hôm nay đến với chương trình thì không biết là cảm xúc của Hồng Vân bây giờ thì như thế nào? Nhà em rất là vui, vui lắm. Giờ thì em đỡ hồi hộp rồi. Rồi, còn Nam thì như thế nào? Nam ngày hôm nay tuy là không có mang về chiến thắng vẻ vang, không được chiến thắng nhiều nhưng mà ghi điểm ở cái phần cuối rất là khéo léo. Thì Nam cảm nhận như thế nào về chương trình ngày hôm nay? Thực ra thì đối với em từ trước đến giờ em luôn bị một cái rào cản, đó là khi mà mình giao tiếp với những người mà mình chưa gặp bao giờ, đặc biệt là với những người mà họ dành cái sự yêu mến dành cho em. Thì hôm nay là lần đầu tiên mà em được tiếp xúc gần và được tiếp xúc nhiều hơn với một cái người mà em chưa gặp bao giờ nhưng mà họ đã dành được hết những cái tình cảm tốt nhất dành cho em. Thì em cảm thấy là cái niềm vui mà em mang lại cho họ ngày hôm nay thì em cũng thấy cảm thấy vui luôn. Không có thường xuyên tiếp xúc với Nam thì sẽ thấy Nam hơi khó gần đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay mọi người đã thấy rồi, Nam rất là dễ thương mọi người ạ. À, rất là cởi mở, gần gũi với tất cả mọi người. Và chương trình không quên là luôn có những món quà dành cho người chiến thắng. Đây là một phần quà, một voucher ăn uống đến từ Tasty Kitchen dành tặng cho Hồng Vân. Rất là dễ thương, xin chúc mừng bạn. Cảm ơn Hồng Vân và Nhâm Phương Nam ngày hôm nay đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Hy vọng là chúng ta đã có những giây phút thư giãn bên nhau vào một ngày cuối tuần như thế này. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau lúc 13:15 trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, em cảm ơn mọi người, cảm ơn chương trình ngày hôm nay đã tạo cho em cơ hội để em được gặp thần tượng của em là anh Nhâm Phương Nam. Cảm ơn em. Em tưởng anh về rồi. Thực ra anh quay lại để tặng cho em món quà này. Đây là trà đào mà anh có làm từ buổi trưa nay. Trà này là tự tay anh pha, đào tự tay anh thái, chai tự tay anh rửa, dây tự tay anh buộc. Dạ, em xin. Cảm ơn em đã đến đây ngày hôm nay.